quay Vĩnh Phong, Phan Văn Trị, quận 5. Nổi tiếng khắp quận 5 mà. Của em con vịt quay mật ong anh. Con kế quay hả? Chào các bạn, hiện tại là khoảng 12 giờ trưa ngày 5 tháng 8 năm 2020 và mình đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 ha. Bên phía tay phải mình là trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, nhích lên chút xíu sẽ là Đại học Khoa học Tự nhiên. Bên phía tay trái thì có khách sạn 5 sao, Nico Sài Gòn. Thì nhà mình mới vừa bắt nồi cơm lên, bây giờ mình sẽ đi mua vịt quay để ăn cơm ha. Một tiệm vịt quay rất là có tiếng ở quận 5, nằm trên đường Phan Văn Trị và Bùi Hữu Nghĩa, đó chính là tiệm vịt quay Vĩnh Phong. Từ đường Nguyễn Văn Cừ, mình quẹo phải vào đường Nguyễn Trãi, sau đó quẹo trái vào đường Huỳnh Mẫn Đạt, rồi quẹo vào đường Phan Văn Trị ha. Tiệm vịt quay Vĩnh Phong nằm trên đường Phan Văn Trị, quận 5. Bây giờ mời các bạn cùng nhìn quang cảnh đường xá trên đường Nguyễn Trãi vào buổi trưa. Đây, vịt quay Vĩnh Phong. Vịt quay mật ong 340 ngàn đồng một con. Vịt quay tiêu đen 340 ngàn. Heo quay thì 350 ngàn đồng ký. Xá xíu 350 ngàn đồng ký ha. Mình sẽ mua nguyên con vịt quay Vĩnh Phong. Vịt quay mật ong 4 giờ mấy, 5 giờ mấy giờ sáng à? Bán tới khoảng mấy giờ? 12 giờ mày bán cả 1, tao bán cả 2 rồi. Mẹ cho hai con bắt nhau. Wow, đâu. Chế biến phía bên trong luôn. Mình đeo khẩu trang nha, nói nghe không rõ lắm các bạn. Cười nghe ơi. Đi bà gọi được không? Gọi đó. Lấy
Wow. Vô nó chụp mặt này nè, chụp mặt nó đưa đi báo công an anh thằng đó. Anh mặt mặt đó là hả? À, thằng kia, à, thằng kia đó hả? Đó là chụp mặt nó đúng không? Không? Mày đưa lên báo công an á mày á. À, bắt công an không? Ở đây giỡn vui à. À, bốn cái nồi nữa. Đây, đã quá. Wow, nhìn cái da nó đã không? Một con luôn không? À, một con. Một con luôn nè. Ba có một á. Mua rồi, lấy bịch về cho cô ơi, con mua đồ khác có bịch bao giờ to chứ. Ba lẩu một xíu, một heo, một vàng, một chi. Đây sao giờ mua hết rồi. Ba lẩu một xíu, một heo. Ở đây là bịch quay mực ong. Ở đâu, gọi được gọi điện thoại đó. Rồi chặt đảo quá. Thôi bỏ cả này rồi, bỏ cả này. Bỏ cả này rồi. Nhìn cái da thôi muốn chảy nước miếng à. Rồi cái sau cùng hai cái nữa. Một con hai gà nó rá xin cái này. Rồi, bịch quay Vĩnh Phong 151 Bùi Hữu Nghĩa, 527 Phan Văn Trị, 523 525 Phan Văn Trị, tất cả quận 5. 340 bà ngoại. Rồi. Thơm quá trời ơi. Rồi giờ lấy một phần ra ăn thôi, không còn để lại. Ngại quá. Dạ. Thực ra là ban đầu định mua cho bà ngoại mà. Có lấy trong lò ra không á? Chắc sợ mang qua dì ba tao. Lấy ít thôi. Thôi. Hồi nãy bất ngờ biết sao ngoài trước đó, nó đặt mấy cái lù lớn lắm kìa. Tôi quay có xù luôn, 4 cái lù, 5 cái lù lớn. Dạ. Và tụi nó cũng vui nữa, hài á. Ủa, anh nghĩ chắc. Rồi ăn cơm, cả sớm luôn. Lâu quay lại thấy vui ghê. Con Quỳnh đó hả? Án cái tôi còn có mấy cục thịt nè mày ơi. Ăn không? Ăn cơm qua, ăn cơm. Thôi. Mày biết chị quay nào không? Nó nhìn đồ ăn nó chê thôi. Quay Vĩnh Phong đó mày, 340 kg ở đó mày thôi. Bà Bảy ăn rồi. Rồi ăn thôi. Anh còn nhớ em hả? Tao nói là tao kêu Quy, tao nói đừng kêu mày. Mà ai thờ chồng mày qua kêu mày vậy. Đâu mày làm món gì mà nói tao nghe. Mày để tao ăn cơm mà mày ám tao hoài quên. Rồi mày nấu món gì? Tôm. Tôm hả? Rồi mày đem qua đây mày ké tao không đi. Ké không? Mày muốn cho thì mày tự lấy mày đem qua. Mày ké tao. Tao mày bị tao hoài mày không sợ. Đó, nhìn các bạn. Nãy ngay tại chỗ bán được con ha. Rồi giờ ăn phần da, phần thịt xem thế nào. Phần da thơm ngon béo. Cái phần thịt cũng thơm ngon luôn các bạn. Nước chấm đậm đà nha. Rồi, mày ăn hết. Đây con Quỳnh nó mời tôm. Tôm nó làm mà sao màu sắc quá. Không biết nó bỏ gì vô. Không. Ê, mày bỏ gì mà nó cam dữ vậy mày? Không phải, tại cái gạch. Gạch tôm sú hả? Ừ. Tao tưởng mày bỏ cà chứ. Không, mày không. Mày bỏ cà. Miếng màu là luôn á, không có bỏ. Tao tưởng mày bỏ cà chua, với ngũ dương. Không bỏ. Rồi mày ăn gì quay đi. Rồi mày nói cảm nhận nghe coi. Phát con cơm. Tao đang đợi mày á. Phát. Bữa giờ mày làm gì Quỳnh? Em hả? À, sao ngủ giờ này mới dậy vậy?
Ờ, mày bán ngoài ngoài chợ rồi hả? Bán cá hả? À, sông củi hả? Bình Điền. Bình Điền. Mới về con ngủ nãy giờ hết rồi, nãy giờ mình làm đồ ăn. Rồi bữa nay cái tay nó xả ra hết, thấy thấy lại bình thường ha. Vẫn còn cứng. Quý hả? Ừ. Mày có bẻ tay nữa không? Hai bóng này được chưa? Hai chưa? Chưa hai cái nào mà? Lâu lắm. Hai cái chừng thấy chân mà. Vậy là cái tay nó chỉ phải để trên khi mà mày nằm dưới đúng không? Dạ. Giảm lại lên. Ăn con đi, ngon. Mày ngon. Trời ơi, cho mày ngon. Nhưng mày dầm dưới ớt cho. Tao không ăn ớt. Nó không ăn ớt mà. Rồi đó, chơi ớt đó mày cắn đi. Tao để tao lấy hai trái liền đó. Mày ăn trái, tao ăn trái. Rồi, ăn cơm. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn các bạn đã xem video. Quý ơi, ăn cơm. Ủa, nó đi đâu rồi? Trời. Ừ. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Mình quay lại chút xíu nha. Ở đây có tất cả là 4 người ăn vịt quay. Thì ban đầu mình ăn thấy da ngon, da béo thơm, thịt quay ngọt, thịt vịt quay ngọt thịt cũng thơm luôn. Nhưng mà ăn tới miếng thứ hai thì mình cảm giác hơi bị khô, cái phần thịt hơi khô. Ở đây Quỳnh nhưng mình không có cảm giác nó khô, nhưng Quy hơi bị khô đúng không? Ừ. Hả? Có thể tùy cô. Ừ. Nếu mà nó ướt át thì chút xíu ngon hơn ha. Ừ, nó hơi khô xíu. Nó không bị khô. Nãy giờ chắc em gấp những cái may mắn không có bị khô, anh hơi bị khô. Nói chung là cái miếng thứ hai của anh hơi bị khô á. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.